cả nhà. Cả nhà ơi, Hiền đang ngồi cái vườn củ cải, củ cải đường của tụi mình. Hôm nay Hiền thấy cái rau răm á, nó quá trời kêu bằng nó mọc kinh dị luôn á mọi người. Nó lan ra khắp mọi nơi rồi. Hôm nay mình sẽ mời mọi người ra, trước tiên là mình thu hoạch cái mớ rau răm cả nhà ha. Đây cả nhà nhìn thấy không? Quá trời cái vườn rau răm rồi. Có ai muốn ăn hộp vịt lộn không? Hiền tặng nè. Trời đất ơi. Hôm hổm là Hiền đã nhổ một mớ ở đây nè mọi người, nhưng mà nó vẫn lan ra quá chừng nhiều. Cho nên hôm nay Hiền sẽ không chỉ thu hoạch mà cái dạng như Hiền sẽ nhổ nó ra luôn đó mọi người. Đây. Hôm nay là cái vườn của cái đường của Hiền này, nhìn thấy ham nha. Và Hiền thấy hôm nay có vài củ khá là to rồi đó mọi người. Mọi người nhìn nè. Rồi, gì nè. Vì là chắc đủ to để thu hoạch rồi đúng không mọi người? Còn những cái là nó chưa sẵn sàng thì như mọi người có thể thấy là nó còn bé như thế này. Đây, Hiền thấy có vài củ nó khá là mập rồi nè. Mấy củ này đem vô á, mình mà nấu súp ăn cũng ngon nữa, ăn sống nấu súp. Trời ơi. Đây, mấy cây raspberry phúc bồng tử của Hiền nè. Hôm hổm Hiền có nói với mọi người nó lan tùm lum đó. Hôm nay Hiền thấy là ha, một bụi ở đây. Lan bụi nữa nè. Lan ra đây bụi nữa nè mọi người. Ôi trời. Nó xanh tươi dễ sợ, không biết cái năm nay nó có cho trái thì Hiền chưa nữa nè. Mọi người nhìn nè ha. Đó. Nên Hiền quyết định sẽ nhổ bớt rau răm để tạo khoảng cho mấy cái cây phúc bồng tử của Hiền sống. Rau răm này thì giống như nó dễ trồng lắm cả nhà ơi. Trời đất ơi, có đặt phúc bồng tử nhiều lắm cho nên Hiền ưu tiên phúc bồng tử. Tại cái vườn này hồi đầu là Hiền tính trồng phúc bồng tử và những loại dây leo á, nhưng mà do những loại dây leo nó hồi đợt rồi á, nó bị cái dưa kiwano á ở đâu tự mọc rồi lấn lướt hết trơn à, cho nên Hiền đã phải mấy cái dây kia của Hiền chết hết trơn, chỉ có dưa kiwano là sống à. Hôm nay rồi mình chuẩn bị nhổ bớt cái nhổ, nhưng mà đâu có mong nhổ đi cái cây phúc bồng tử đâu mọi người. Đây, nhổ cái rau răm thôi à. Phúc bồng tử thì cái rễ nó sâu chứ không sao. Đây mọi người nhìn ha. Đó, đợt rồi á mọi người Hiền trồng ha, dưa lưới đồ tùm lum tà la hết mà bị cái dưa kiwano nó lấn áp hết trơn. Bởi có bạn Hiền nói mấy bạn đó là dưa đó tự mọc, mấy bạn cố ý không tin. Dưa đó nó mạnh lắm, nó tự mọc nó lấn áp chứ Hiền có trồng nó đâu. Ở đây có biết nó là cái gì đâu mà trồng, chưa bao giờ thấy nó mà. Nhưng mà sau khi ăn thì em rất là thích. Đó, Hiền sẽ nhổ mấy rau răm này, cho nên Hiền sẽ quyết định trồng cái dưa kiwano đó nữa mọi người. Nhưng mà Hiền trồng thùng riêng chứ Hiền không có cho nó vô vườn. Đây mọi người thấy không, cái cây phúc bồng tử nó vẫn ok tại vì cái rễ nó rễ sâu. Đó, nhổ. Trời, tưởng mới nhìn tưởng sâu không mà cả nhà. Rau răm bây giờ là ăn phủ phê. Rau răm này á, xào hải sản nữa mọi người ha. Có để rau răm vô là bá cháy bùi chét luôn. Đây, Hiền sẽ nhổ bớt. Nhổ như thế này. Cái này á, có rễ như thế này mà ai đem về trồng á mọi người là bá cháy luôn á cả nhà. Hôm rày ở gần khu nhà Hiền là họ xây nhà á. Họ là có những cái máy công trình đi ngang liên tục luôn. Nên Hiền nghĩ mấy tháng tới là nó sẽ luôn luôn ôm sầm vậy cả nhà. Bữa nay nhổ mớ gì được hả mọi người ha, để cho nó còn phát triển tiếp. Chắc là mình sẽ nhổ luôn cái mớ mà nó đang lan tràn qua bên đây. Công nhận rau răm nó mạnh dễ sợ đó mọi người ơi. Nó mà chịu lên rồi là thôi, ăn không nổi với nó luôn á. Như đây được rồi cả nhà ơi, để dành. Thì sẵn hồi nãy mà Hiền khoe với mọi người là Hiền thấy có cái củ cải đường này bự quá nè. Hiền nhổ củ này nha cả nhà. Củ này bự thì Hiền nhổ vô để Hiền ăn. Cái củ này mà mọi người có bao giờ ăn cái món bánh tráng chiên chưa? Bánh tráng chiên ăn ngon lắm nha, nhưng mà hơi mỡ dầu nên dễ mập. Đây, Hiền nhổ củ này nha cả nhà. 1, 2, 3, wow. Xem cái kết coi nó mập cỡ nào. Mọi người nhìn nè, cái củ này chắc chuẩn rồi đó cả nhà ha. Nhìn ngon nè, đó. Wow, để tìm thử xung quanh coi còn củ nào bự bự mình hái kìa. Mình khoái mấy củ nào mà nó phải mập mập một tí vậy á mọi người. Mấy củ này cũng còn nhỏ quá ha. Củ này được chưa mọi người? Củ này chắc được.
quá. Đây, nó hơi bị dính dính với cái phần lá kia cho nên hiền gỡ ra từ từ đó. Cả nhà nhìn thấy không, ngon ha. Khoái nhất là nhổ củ cải á mọi người ơi, nó vui. Ngồi trong đây coi, ở trong đây thì mấy em mấy còn bé và mấy củ ở trong thì chưa có to đâu. Rồi chắc cỡ vậy được rồi mọi người. Ồ, hiện mới nghĩ nghĩa thêm ở bên đây cũng có một tụ củ cũng tròn tròn rồi nè cả nhà, hiện sẽ nhổ luôn củ này ra. Đây hiện nhổ củ bự mình lỡ trúng luôn củ nhỏ. Đây hồi hiện ăn cái củ nhỏ này thử rồi mọi người, thử coi nó ngon không, chắc là nó ngọt lắm, thì nó non xèo luôn á. Ở bên đây á mọi người, cái dây đậu đậu này họ kêu là đậu thần kỳ, nó màu tím thì nó ra, hiện thấy ha mọi người nhìn nó ra gì đâu mà nó dày thòn dày thẻo luôn nhé, mà không có thấy cái trái nào hết đó cả nhà. Hôm hổm là hiền bức xúc bức nút lắm rồi, cho nên hiền nghĩ là trời ơi sao nó ra dài dữ mà không thấy động tĩnh gì hết trơn á. Cái hiền chơi hiền ngắt đọt đó cả nhà ơi, hiền ngắt đọt đó là cả nhà nhìn thấy không đó, sau khi ngắt đọt bây giờ nó thấy chịu ra bông nè mọi người. Trời ơi hết hồn mà, hiền nghĩ hiền biết mà đó mọi người thấy không, đó phải ngắt đọt gì nè, nó leo tùm lum hết mà không có thấy cái gì hết. Ngắt đọt bây giờ mới thấy bông nè cả nhà nhìn nè, lì dễ sợ lì đó, giờ có bông rồi nè, đó, vậy là chuẩn bị có trái ăn rồi. Mình ngắt đọt vậy đừng lo nha cả nhà, là ngắt đọt thì nó sẽ ra những cái nhánh tủa ra, nhưng mà có khi phải như vậy thì nó mới ra trái được đó mọi người. Để Hiền thăm mấy cây đậu của Hiền coi, sao cái đậu lưỡi rồng này, đây này cũng là đậu thần kỳ nè, này đậu lưỡi rồng nè mọi người, đậu lưỡi rồng này sao ít trái quá vậy ta, đây hay là bị chuột nó lên nó phá thì không biết nữa. Hiền được hai cái tụm đậu lưỡi rồng gì mà thấy ít trái quá. Rồi mình kiếm cái cây đậu vàng này, đậu bơ hay là đậu bơ á, đây đậu bơ ơi là đậu bơ ơi, đó này nhìn nè, đậu này không có sơ nha cả nhà. Ôi ôi mèo thì cực kỳ đẹp, ăn cũng thơm ngon lắm. Hôm Hiền ăn thử sống cho mọi người coi đó, mà Hiền chưa có ăn thử xào, để hôm nay Hiền xào ăn thử. Trời ơi cái xe nó ôm sòm quá mọi người ơi, bữa nay là Hiền sẽ phải tăng tiếng nói lên để đấu với cái xe cẩu đó. Ôi cả nhà nhìn nè, quá chừng là đậu luôn. Nếu mà ai muốn trồng đậu, trồng thử đậu bơ này đi thì thấy ăn nó ngon ngọt lắm mà nó thơm. Chắc hôm nay Hiền hái hết đi để cho nó ra trái mới, dành sức nó ra mấy trái mới. Đây bên kia cả nhà, kia đóng luôn kìa. Wow, tuyệt vời. Trời ơi, mất chùm luôn. Hái gì mới đã nè cả nhà ha. Đó. Cái tiếng xe nó ở gần khó chịu quá mọi người ơi. Nhưng mà mấy tháng tới là gì phải chịu rồi. Ô dạ. Đó. Luôn. Rồi. Đã xong cái mớ đậu rồi. Đâu còn trái nào nữa hết ta. Để Hiền khám vòng vòng coi. Hiền khi nó nấp nấp ló ló, chưa có. Bây giờ mình qua đây kiếm thử dâu tây nha mọi người. Ồ đây. Một trái bé bé cho éo một chín zin. Hết rồi. Qua đây. Đây. Mấy trái như thế này nữa thì để cho nó lên cao như vậy nè mọi người. Ôi, mấy cái cây này nè, mấy trái này nó cũng to vậy mà nó không có bị quằn xuống, thích ghê á. Còn cây này là cái chậu hôm hởm mà Hiền nghĩ có sâu nè, Hiền vẫn chưa có lùng kiếm nữa. Đây. Ôi, trái này sao nó hơi bị thúi thúi rồi, chắc nó bị đụng nước đó cả nhà. Mình thấy
dỡ cho nó lên như thế này nè. Hiền cho mọi người ngắm cái cây cà chua bi lùng của Hiền nè. Mọi người nhìn nè, để Hiền quay thật gần cho cả nhà xem ha. Cả nhà sẽ cảm thấy rất là bất ngờ đây, lên như cả nhà có thể thấy là Hiền trồng chậu ha. Đó, mọi người hãy nhìn cái số lượng bông của nó nè. Trời đất ơi, giống như là cái cây hoa đào, hoa mai mà Tết mà mọi người thấy biết bao nhiêu bông như người trái. Mọi người thấy không? Bông là nó đậu thành trái hết trơn nè cả nhà. Nhìn chùm trái của nó nè. Đây là giống cà chua lùng á mọi người. Đó. Trời ơi, ai muốn trồng cà chua chậu á, thì thấy cà chua lùng này rất là khả thi nè. Đâu cũng thấy bông, cũng thấy trái hết trơn á. Mà cái này á, chậu này Hiền trồng tới 2 cây lận á mọi người. Tại vì á Hiền trồng, Hiền mua cây giống á, xong rồi cái Hiền thấy ổn nên Hiền trồng 2 cây một chậu vậy mà nó phát triển tốt dễ sợ. Cả nhà nhìn nè. Quá xuống dễ sợ chưa? Bên đây nè, nguyên một chùm trái luôn nè, đó. Quá chừng sai trái luôn. Còn cái chậu tía tô hổng ra Hiền chưa có thu hoạch luôn. Hôm nay sẽ mời cả nhà thu hoạch chung với Hiền. Cái tía tô này mà mình làm mà bún đậu mắm nêm là hết sảy. Rồi, quay lộn hướng rồi. Chắc hôm nào Hiền làm bún đậu mắm nêm ăn quá mọi người, thèm. Đó. Hiền mấy cây này từ nay Hiền sẽ cắt để cho nó khỏe khỏe ha mọi người ha. Lúc nào Hiền nhớ Hiền lấy kéo ra. Còn mấy lúc không nhớ mọi người ơi. Nhưng mà giờ ra vườn đây sau lúc nào Hiền cũng ráng để mang kéo. Đã ha mọi người. Cái chậu này Hiền không có trồng nha cả nhà. Hiền trồng nó từ hồi năm ngoái á. Và nó qua cái mùa đông á, hay là từ hồi nào á, nó qua cái đợt cây, xong rồi nó bị hy sinh. Và sau đó thì mấy cây đó nó khô lại ha mọi người ha, và nó ra hạt. Thì Hiền cứ nghĩ thôi kệ để nó đi. Cái chậu này Hiền cũng chưa xài. Cái là Hiền để tới năm nay nó tự rụng hạt rồi, nó tự ra cây lại nè mọi người, mà nó tự xanh tốt vậy nè. Hôm hổm Hiền chắc có cho nó thêm miếng phân bò vậy thôi đó cả nhà. Vậy mà nó xanh tốt vậy nè mọi người. Hôm nay sẵn thì mình cắt cái đợt này đi. Tía tô dễ quá mọi người, mấy cây rau mùi nữa nó dễ dễ sợ luôn. Lá tía tô này hình như Hiền nhớ là mẹ Hiền không có thích ăn. Có Hiền là ăn được à. Thôi giờ Hiền sẽ chừa mớ gì để lỡ có khi nào cần có ăn tiếp. Mọi người nhìn thấy không? Lá tía tô thì ở phía dưới á, nó màu xanh thế này. Ở trên khi nó già cái lá nó màu đỏ đỏ. Chuẩn bị đi thu hoạch tiếp cái mớ cà. Mấy trái cà này Hiền để ý có một điều nha mọi người. Mọi người để chín quá mà mọi người tưới nó mà trúng á nha, trúng nó là nó sẽ bị nứt. Cho nên nó khi mà mọi người thấy nó chín mà đủ cái đồ ăn rồi á, mọi người phải ra thu hoạch. Nhưng mà nó cũng lắm, tại vì ăn rất là ngon, ngon lắm cả nhà. Ui ôi, cái giống cà này nó ra chùm chùm. Hiền nhìn lần nào Hiền ra Hiền nhìn Hiền cũng mê hết. Nhưng mà Hiền muốn nhiều hơn như vậy mọi người. Như vậy là chưa có đủ ăn đối với Hiền. Hiền muốn là phải nhiều hơn gì nữa. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đã dễ sợ. Chồng Hiền cũng kêu á, chồng mấy cây cà này đi, bỏ cây cà chua lê ra đi, cà chua bi lê á, anh chê rồi, anh giờ anh mê cà này ngọt quá, cà chua triệu ngọt. Nhớ cà chua lê nha, cũng có vài trái nữa nhỉ. Đây, nó cả nhà thấy không? Nó chín quá cái nó nứt, có nước mưa là nứt á mọi người, ngộ dị đó. Đó, bị nứt nữa. Nhưng mà ăn bình thường không sao. Mẹ mọi người trước khi ăn kiểm tra coi có sâu hay không. Ở dưới kìa. Sẵn Hiền sẽ ra ngoài vườn kiểm tra coi có dâu trời có quật không. Khó là em vui lắm. Giờ mình ra mình kiếm dâu ha mọi người ha. Trời chút nữa là quên cái kéo này à. Đó. Bởi vì Hiền luôn luôn mang cái túi theo. Mang túi theo là để Hiền kiểm tra bỏ trong túi ha mọi người.
hái xong là bỏ kéo một túi liền. Wow, có dâu cả nhà ơi. Lật ra hái dâu thôi. Á chà, á chà, có dâu đây. Ngon nè. Túi kiếm tiếp. Thì hái dâu như là đi tìm kho báu vậy. Kho báu bị trùng dấu. Hiền coi trái dừa lưới của Hiền nó bự hơn nữa nè mọi người. Không dám đụng nhiều quá, đụng chúng nó sợ nó buồn. Nó hy sinh rất là buồn đứt ruột. Đó sẽ là trái dừa lưới đầu tiên mà Hiền trồng. Hồi ngày xưa Hiền mấy trái này nè. Hiền đang trong mấy trái này trái bụt nè. Chính. Sẽ qua đây kiểm tra cái chùm này. Cái chùm này cũng có một trái nè mọi người. Đây. Rồi hết rồi. Có bao nhiêu đó thôi. Còn mấy cái kia này. Ở bên kia có trái chín. Trời ơi, nó núp ở trong đó mọi người thấy không? Phải qua bên kia hái rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái bụi này nha mọi người. Đây. Có một em núp núp ló ló ở đây đây. Dạ. Hiền mới. Á, trời đất ơi, trời ơi em. Em mê dâu quá, em cắn trúng cái tay luôn rồi. Mới vừa rửa xong. Em mới vừa thấy cái đống dâu của em vậy nè. Wow, xong rồi có hả? Mọi người nhìn thấy không kịp với em vậy á. Mê dâu của mẹ chồng giả mang vậy. Mắc cười quá. Mê. Nãy thì không có quay được cái cảnh mà em vừa thấy mấy cái dâu em. Em nói là trời đất ơi dâu hả mẹ. Nãy giờ mẹ ra vườn mẹ hái dâu cho con á hả. Hết trơn rồi đó mọi người. Không kịp với em vậy. Ngon chưa? Hồi nãy mẹ ăn có con trái chút tẹo à. Hồi nãy Hiền ăn thử con trái chút tẳng, trái nhỏ nhất á mọi người. Trời ơi nó ngon lắm mọi người, nó thơm. Nó thơm mà nó ngọt bởi vì em mê. Không mê sao được, Hiền còn mê nữa nè. Năm ngoái thì mẹ còn có ăn, thì năm nay á thì vô mỏ éo quệt hết rồi. Nhiều cũng không đủ cho em hết. Thấy không? Thì đục trưng của mẹ. Hết rồi con ơi, bữa nay con nhiều đó thôi. Nha, từ từ nó sẽ ra nữa, nó ra nhiều, từ từ nó ra nhiều lắm á con. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video này của gia đình Hiền. Hẹn lại cả nhà phim sau ngày mai. Hết rồi con, hết rồi còn cuốn không à. Nếu như mọi người yêu quý kênh của gia đình, cho tụi mình xin một like, một share, một đăng ký kênh nha mọi người. Xin chào. Bye bye. Em quýt bye bye đi con. Quăng cà không mày đút cà.